Xin chào các khán giả của chương trình Cà phê sáng. Đây là các tác phẩm trong bộ sưu tập Việt Nam đất nước con người với rất nhiều các vẻ đẹp của các vùng miền trên tổ quốc như là Chợ Nổi Cái Răng, Hội An, Nhà thờ Đức Bà hay là bờ Hồ Gươm Hà Nội. Làm sao để có được những bức tranh sống động như thế này? Hãy cùng tìm hiểu sau một vài phút nữa. Giấy cầu kỳ này là một phần trong tác phẩm mà hôm nay Cà phê sáng muốn trải nghiệm cùng quý vị và các bạn. Một cái bức tranh như thế này thì mình thông thường nào có làm bước cố định. Thứ nhất là tìm ý tưởng, thứ hai là vẽ phác thảo và chia layer, thứ ba là gia công vào cách sản phẩm, thứ tư là lắp ghép và gia cố, và cuối cùng là lắp đèn, kiểm tra độ chiếu sáng và độ truyền cảm của sản phẩm. Với Duy, mỗi tác phẩm đều như một đứa con tinh thần có hình hài riêng, có tâm hồn riêng và có cả tên gọi riêng. Cái bước về thuận buồm xuôi gió ấy, đấy là bước có thời gian sáng tác lâu nhất và cũng là cái bước mà mình cảm thấy là cầu kỳ và mất công nhất. Mất từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng chỉ để thiết kế cái phần sóng và phần nước biển của sản phẩm thôi. Còn cái bước về mùa thu Hà Nội ấy, đấy là bước mà có độ truyền cảm hứng và độ xuyên sáng tốt nhất. Nên là về độ sâu và khung cảnh thì nó đạt được những tiêu chí mình đề ra. Và hơn nữa là những cái độ xuyên sáng của nó đồ màu với bầu trời hoàng hôn và bình minh của Hà Nội. Bạn sẽ dán từ trong cùng ra đến ngoài hay là từ lớp ngoài cùng vào đến trong? Đúng là cũng phải là những cái lớp ở dưới cùng kép đầu tiên. Cũng là lớp ở mặt sâu nhất từ mắt mình nhìn vào sản phẩm ấy. Giữa các khoảng cách đấy thì làm sao để mình có được độ sâu nhỉ? Cảnh càng ở xa thì nó càng nhỏ, nó càng mờ. Tức là cứ qua mỗi một lớp thì lại phải có một lớp xa gần như này. Càng gần mắt người thì các yếu tố cần được nó sắc nét thì phải sử dụng những cái dây bóng nó mỏng thôi. Tôi có thể thử sức với các cái công đoạn này không? Dạ. Những cái này rất là mong manh, chỉ sợ dễ dụng. Tiếp theo em thì dán bằng cái gì dễ hơn nhỉ? Dán bằng cái gì hơn? Dán được càng nhiều thì nó sẽ càng chắc chắn đúng không? Dán từ đầu đến cuối luôn à? Đúng rồi, dán từ đầu đến cuối luôn. Nói chung là phải có một bàn tay khéo léo, tức là không phải ai cũng có thể sống bằng nghệ thuật của tôi. Giấy tờ nhưng mà chết rồi, còn là gãy cả cái này nữa. Ui rồi, phải dán những bốn cạnh nữa hả? Khó thật sự, khó. Nhìn thì tưởng không khó nhưng mà đến lúc làm thì hóa ra là khó không tưởng. Vã mồ hôi, vã mồ hôi thật đấy. Làm dính như này rất khó xử lý. Nói chung là chết rồi, thừa hẳn cái mảng này ra rồi. Thế tức là fail rồi đúng không em? Đã rồi, nghe nhìn này là đã xài rồi. Hỏng rồi các bạn ạ. Bằng việc kết hợp rất nhiều các loại hình như kirigami và chiếu sáng nghệ thuật, Nguyễn Duy đã tạo ra các tác phẩm đèn giấy độc đáo và sống động. Điều đặc biệt hơn nữa là mỗi tác phẩm này đều được làm hoàn toàn thủ công bằng cảm nhận của tác giả, nên nó đều là những sản phẩm có 102.